review trước các bác đây là gì. Đây là nhà tù Lao Bảo. Không thấy biển gì. Đây. Nhà tù Lao Bảo. Thử xem nào. Đây bị phá xà phết rồi. Đây. Nhà tù Lao Bảo. Chứng tích ghi dấu tội ác của thực dân phong kiến. Di tích xếp hạng cấp quốc gia. Chúng ta đây nó bị xà phết rồi. Đi xem nào, xem. Bạn ơi, đây nó sập hết rồi. Các bạn là nó sập hết rồi. Đây. Chúng bác tham quan đi về nhà vệ sinh này thì cái này cột chân vào đây thì bố lúc nào ra được, cột chân vào đây, đây là buồng giam này, làm thế này thì thằng nào mà ra được chết luôn này. Này chỗ chân vào đây thì mới gãy chân. Nhà tù là bảo nhìn cái bức tường, tường này dày 30 phân sao mà già. Tường này dày lắm mẹ, tường bê tông 40 thì song sắt không phải 40 đâu, 22 đây này. Tường này dày nửa mét, bê tông nửa mét. Đây chắc đây là chỗ ngụ nghỉ của tù nhân này. Đây là đài tưởng niệm nhà tù Lao Bảo. Mát, cây trồng xanh. Đây toàn cây cáo. Lại phải sống không? Bạn em mà sống thì nó phải mấy trăm tuổi. Sống mấy trăm tuổi luôn ạ. Đấy. Tượng đài này. Thấy không? Song sắt. Chắc phải có lưới ảo. Đây. Không có đóng cửa đâu. Đóng cửa. Đóng cửa kia là nhà điều hành.
Nói chung là còn mỗi chỗ bên kia này, còn cái mỗi cái nhà tù bên kia, phòng giam bên kia là nơi cơ bản quản tí. Chi cục hải quan cửa khẩu Lao Bảo, cái biếu. Đây là bia mộ tưởng niệm.